Bước vào lứa tuổi 40, chị em thường khó tránh khỏi các triệu chứng suy giảm về chất lượng cuộc sống. Biểu hiện rõ rệt ở bề ngoài đó là làn da kém sắc, nhăn, sạm nám, cơ thể dễ bị béo phì. Biểu hiện bên trong cơ thể là mệt mỏi, đau xương khớp, loãng xương, bệnh lý tim mạch, giảm ham muốn tình dục. Về tâm lý thường hay cáu gắt, bi quan. Các triệu chứng đó được các chuyên gia gọi là hội chứng của phụ nữ lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Một trong những phương pháp được các nhà khoa học nghiên cứu và áp dụng đối với phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh là bổ sung các phytoestrogen từ đậu nành đã được khoa học chứng minh về lợi ích trong việc bổ sung lượng estrogen bị thiếu hụt ở phụ nữ giai đoạn này. Mọi khi mỗi lần đi tập hay đi diễn đêm khuya về hoặc là những cái lúc nào mà bọn mình phải tập những cái vở mà dùng đến hình thể nhiều và tham gia nhiều thì nó sẽ người thì lúc nào nó cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhưng mà đúng là từ ngày mình dùng Estomineran thì mình thấy nó đỡ hơn rất nhiều và người lúc nào cảm thấy phấn chấn, không còn bị cái cảm giác là thấy mệt mỏi, thở dốc nữa. Và cứ sau một đợt căng thẳng thì mình chỉ nghỉ tĩnh tâm độ khoảng một vài tiếng hoặc là dành hẳn cho mình một ngày mình thư giãn là mình lại lấy lại sức khỏe như lúc đầu. Và Estomineral là sản phẩm của tập đoàn Rota Pharma của Ý. Estomineral có chứa isoflavone của đậu nành được trồng bằng phương pháp tự nhiên không biến đổi gen. Điểm đặc biệt của Estomineral còn là sự kết hợp của isoflavone và lactobacillus mà các sản phẩm khác không có. Lactobacillus sản xuất ra enzyme vitamin nhóm B, đồng thời có tác dụng giải phóng hoạt chất genistein và diazen làm tăng khả năng hấp thu và hiệu lực của sản phẩm. Estomineral đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng đánh giá cao về hiệu quả đối với việc phòng ngừa và hỗ trợ bệnh thường gặp ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.